Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của Sen. Ok các bạn, ngày hôm nay Sen sẽ làm món thạch dưa hấu nha mọi người. Ok, để biết chi tiết làm thế nào mọi người cùng theo dõi Sen nhé. Để thực hiện món này thì chúng ta sẽ cần có quả dưa hấu nhá. Ở đây Sen thực hiện là quả dưa hấu 2 cân. Ngoài ra Sen sẽ sử dụng hơn 1 gói thạch sâu câu. Còn đây là đường nha mọi người. Bây giờ thì Sen sẽ đi bổ đôi quả dưa hấu này ra trước nhá. Ui, quả dưa hấu này vỏ rất là mỏng luôn. Nhìn khá là ngon đấy mọi người ạ. Bây giờ thì Sen sẽ đi nạo cái phần thịt bên trong dưa hấu ra nhé. Cái hạt này nếu mà bạn nào tỉ mỉ thì có thể lọc ra cái hạt này nhá. Bây giờ thì mình sẽ đổ nước dưa hấu vào đây nhá, để đun. Dưa hấu nó đã sôi đấy, bây giờ mình sẽ đổ xuống đây một chút đường nha. Vì cái dưa hấu này nó đã ngọt với nên là mình sẽ bỏ ít đường thôi. Sau đó mình sẽ cho gói bột dâu câu con cá xẻo xuống nhá. Mình sẽ sử dụng hơn nửa gói tại vì cái dưa hấu của mình là hơn 2 cân mà. Ok, bây giờ thì mình sẽ khuấy đều lên nhá. Mình sẽ khuấy cho thật đều để cái bột dâu câu này nó không vón cục vào nhá mọi người. Đó, bây giờ là mình sẽ múc ra cái vỏ dưa hấu đây nhá mọi người. Mình sẽ đổ từ từ vào đây. Đó, ok các bạn, vậy là sau một thời gian đây là thành phẩm của mình đây. Thành nó đã đông rồi, bây giờ thì mình sẽ lấy súng máy để cắt ra cho mọi người cùng xem nhá, ở trên nhà tối quá. Đó, bây giờ mình sẽ soi vào gần cho mọi người xem nha. Ôi, mọi người nhìn này. Cái bên này là mình để ở ngoài nhá mọi người. Đó, còn cái bên này ấy, mọi người thấy không? Cái chỗ này ấy, mình để trong ngăn đá tủ lạnh. Nó bị nghiêng ra, đến lúc mình mở tủ ra nó đã bị như thế này rồi, sửa lại cũng không sửa lại được nữa luôn. Bây giờ thì mình sẽ cắt nó ra nha. Wow, mọi người nhìn phần bên trong này, màu sắc rất là đẹp luôn nha. Bây giờ thì mình sẽ cắt ra từng miếng vừa ăn nha. Đó, đây là thành phẩm của mình đây mọi người, mình đã cắt ra hết rồi nha. Và bây giờ thì mình sẽ thưởng thức đây. Wow, nhìn ngon quá mọi người ơi. Mình mời tất cả mọi người nhá. Nó ăn mềm mềm mọi người ạ. Nó kiểu như là thái cái nuốt xuống nó kiểu nó rất là trơn ý. Nó ngọt nữa mọi người. Ăn cái này rất là ngon luôn. Mình làm trời đến tối luôn mọi người ạ. Bây giờ ngoài trời đã đang tối rồi ấy. Hiện tại bây giờ 7 giờ kém luôn rồi. Tại vì thời gian mình đợi lâu ấy là cho cái thạch này nó đông ấy nên là mới lâu. Nếu mà mình để trong đá tủ lạnh ấy, ăn nó sẽ ngon hơn mọi người, nó sẽ giòn xong nó sẽ mát đấy. Ok mọi người, vậy là video làm thạch dưa hấu của Sen đến đây kết thúc đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của Sen nhé. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo nhé. Xin chào mọi người nhé.